Quý vị, xin mời quý vị đón xem show Đố Ai Biết Giá Bao Nhiêu được phát hình trực tiếp từ 6 giờ đến 7 giờ tối hàng tuần vào mỗi tối thứ tư trên channel 57.6 của đài VBS. Đón xem và tham dự chương trình, quý vị sẽ có cơ hội trúng thưởng những món quà rất có giá trị. Đố Ai Biết Giá Bao Nhiêu là chương trình đố vui rất hấp dẫn với nhộn mà quý vị không thể bỏ qua. Xem show Đố Ai Biết Giá Bao Nhiêu, quý vị sẽ biết được ở đâu có hàng tốt, giá rẻ, ăn gì thì ngon, uống gì thì bổ. Đặc biệt, chủ nhân các cơ sở thương mại muốn tăng thêm income, hãy bảo trợ cho chương trình Đố Ai Biết Giá Bao Nhiêu. Xin gọi ngay cho Thủy Vi 714-468-4444 hoặc Trung Nguyễn 714-468-4447. Và hẹn gặp lại quý vị trong show Đố Ai Biết Giá Bao Nhiêu. Yes! Và bây giờ nhưng mà phải công nhận là quý chị phụ nữ rất là giỏi, rất là rành về giá nha. Rồi thưa quý vị, bây giờ câu đố số 5 luôn. Wow. Sườn heo non 1 pound giá bao nhiêu tại chợ Best Choice Việt Thuận? Mời quý vị gọi vào chương trình nha. Ngày hôm nay chúng ta có tới 6 câu đố lận. Mời bây giờ mời quý vị nhanh tay gọi vào với hai số phone đó là 714-843-1888 hoặc là 1877-998-2788. À, Thùy Vi biết không, là khi nói về sườn heo non, Thùy Vi và Trung Nguyễn rất thích nha. Tại vì cái sườn heo non này đó, Trung Nguyễn thích nhất là cái món mình nấu cái này đó, mình chặt ra, mình ăn với kem, ăn với elbow đó Thùy Vi. Ờ, rồi anh Trung nuôi bắt phone đi. Đó, Thùy Vi nhớ, à, đó. Nhớ, tức là súp nuôi đó. Rồi bây giờ anh Trung bắt phone dùm em để vâng, khán giả chờ. Vâng, Trung Nguyễn sẽ bắt chưa qua tổng đài cho nên tổng đài sẽ gửi đến vâng cho và chúng một ta. Lần nữa thì Thùy Vi xin quý vị nào có thân nhân bạn bè mà chưa scan được đài channel 57 thì quý vị hãy thông báo ngay là gọi cho hệ thống đài truyền hình VBS 714-843-1888 để hướng dẫn quý vị cách scan lại để coi được băng tần 57.6 nha quý vị. Mời anh Trung bắt phone. Xin bắt đường dây đầu tiên nha. Vâng, xin cho biết tên họ và bốn số phone cuối ạ. Tuấn Nguyễn đây. À, vâng anh Tuấn Nguyễn, vâng. Hình như hôm nay anh nghỉ ở nhà phải không anh? Vâng. Bốn số phần cuối của anh ạ. 0061. Vâng, và câu trả lời của anh? À, Y. Câu Y, vâng, đó là 1 đồng 49 vâng. Cảm ơn anh Tuấn. Ok. Vâng, xin cho biết tên họ và bốn số phần cuối ạ. Dạ, Julie. Cô Julie họ gì ạ? Họ Quỳnh. Họ Quỳnh, cô Julie Quỳnh, bốn số phần cuối. Julie Huỳnh chứ không phải Quỳnh anh à. À Huỳnh, xin lỗi cô, à, bốn số phần cuối ạ. 4093. Và câu trả lời của cô? Dạ, Y ạ. Câu Y, vâng, cảm ơn cô đã tham gia vào chương trình. Vâng, xin cho biết tên họ. Vâng, xin cho biết tên họ và bốn số phần cuối. Dạ, cô Hương. Cô Hương họ gì ạ? Hoàng, Hoàng Hương. Hoàng Hương, Hương Hoàng, bốn số phần cuối. Tám không năm sáu và câu dạ, trả lời của cô. Cô. Câu nào là câu trả lời của cô ạ? Đáp án B. B, vâng, cảm rồi. Ơn cô đã tham gia. Rồi, mà quý vị ơi, bây giờ thì Vi chỉ cần bóc thêm một cuộc gọi đó thôi. Nếu như mà quý vị không gọi là thì Vi sẽ công bố kết quả luôn là mình mất phần. Cho nên đừng suy nghĩ quá lâu quý vị ơi, suy nghĩ lâu cũng được nhưng mà trả lời trong tích tắc dùng Thùy Vi là gọi liền, trả lời liền nha quý vị. Rồi thấy chưa, thương dễ sợ bắt phone cho. Vâng, có thêm một đường dây mình đang ở dưới tổng đài đó Thùy Vi. Rồi bây giờ bắt liền đi anh Trung. Bắt liền đi nha. Dạ. Vâng, xin cho biết tên họ và bốn số phone cuối ạ. À, Lý Xuân Thanh. À, Lý Xuân Thanh ạ. 2602. Xin dạ. Lỗi, xin lỗi anh tên gì ạ? Tên Xuân. Anh Xuân họ gì ạ? À, Hồ Lý. Hồ Lý. Và câu trả lời của anh Xuân là Bi. Câu Bi, vâng, cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ ban kỹ thuật sẽ chiếu em. Bởi vì là em công bố. Thưa quý vị, câu trả lời đúng chính là câu A. Wow, 1 đồng 69 mà thôi cho 1 pound sườn heo non đang on sale đặc biệt ngay tại chợ Best Choice Việt Thuận trong tuần lễ này thưa quý vị. Và trên 5 người gọi vào, Thùy Vi biết không? Mấy người trúng đúng không? Dạ không. Cho một người thôi. Ai vậy anh? Đó là cô Angie Trương với bốn số phone cuối là 7192. Chúc mừng cô đã trả lời trúng cái câu đố số 5 của chợ Best Choice Việt Thuận. Khi Trung Nguyễn đang xem lại những cái danh sách của những người đã tham gia cũng như là đã từng trúng cái coupon 10 đồng ngay tại chợ Best Choice thì cô Angie Trương cũng đã từng trúng rồi.
Wow. Không những ngay tại chợ Best Choice Việt Thuận đã trúng mà cũng trúng luôn của chợ Sài Gòn City Marketplace. Wow, tức là chị thần may mắn cười với chị suốt ngày. Tức là ngày nào chị cũng may mắn hết. Vâng, thưa cơ, mà chúc mừng chị, nhưng mà chị đã trúng rồi nên theo thể lệ của game show Đố Ai Biết Giá Bao Nhiêu cũng như thể lệ của các ngôi chợ là chị nào mà trúng rồi thì xin nhường phần lại cho những người chưa được trúng để mà chúng ta mọi người đều trúng, nhà nhà đều tiết kiệm. Cho nên là mời quý vị nào mà gọi, tại vì chỉ có một mình chị trả lời đúng là câu A mà thôi, dù lần là bốn vị kia có gọi nhưng mà đều không trả lời đúng, chứ nếu như mà trả lời đúng là TV sẽ trao quyền ưu tiên liền, trao coupon liền. Nhưng mà bây giờ quý vị nào gọi vô trả lời lại dùm cho TV là câu trả lời đúng là câu nào thì lập tức trao liền cái coupon 10 đồng. Rồi biên 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 gọi vào nha quý vị, biên 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 gọi vào. Thủy Vi bắt thêm một đường like nữa, mời quý vị gọi vào dùm cho Thủy Vi để mà Thủy Vi trao cho quý vị coupon 10 đồng. Chứ nếu không thôi là kìm lòng không đậu là em lấy 10 đồng off là chết em luôn. Tức là em thấy em lại trúng. Nhưng mà khổ cái chợ không cho em trúng, đó là Thủy Vi đại diện chợ rồi. Đó, cho nên được trúng rồi. Quý vị khán giả gọi vào đó. Thủy Vi mà đại diện mà đi ra mà chợ mà lấy cái coupon chắc. Rồi bây giờ nè, mời anh Trung, bắt đường dây số 3. Vâng, xin cho biết tên họ và bốn số phone cuối ạ. Tuấn Nguyễn. Ồ, anh Tuấn Nguyễn, rồi như vậy là anh Tuấn Nguyễn rất là may mắn. Rồi bây giờ anh cho em biết luôn đi anh ơi. 0061. Anh Tuấn cho em biết là lại một lần nữa. Sườn heo non một phao giá bao nhiêu tại chợ Bếp Cho Việt Thuận và anh? Giá bao nhiêu? Sườn heo non. 0619. Giỏi quá. Các ơi. Nhưng mà thực ra Thủy Vi biết không, khi mà mình nói gọi vào đó thì thực ra anh Tuấn cũng đang theo dõi chương trình. Cho nên khi mà Thủy Vi công bố là câu trả lời đúng đó là câu A là 1069 thì anh Tuấn Nguyễn anh gọi vào thì là đã trả lời chúng. Nhưng mà chúc mừng anh Tuấn Nguyễn, tại vì anh Tuấn Nguyễn cũng đã theo dõi với chương trình. Cũng tham dự rất là nhiều lần cũng như là ngày hôm nay đặc biệt. Trả lời cũng rất là nhiều câu đố nhưng mà chưa có may mắn, thì lần này là đã may mắn. Có hiệu lực cái coupon bắt đầu từ ngày hôm nay anh Tuấn. Cho đến hết thứ ba tuần sau, đó là ngày 7 tây tháng 8. Và khi anh đi chợ, anh nhớ là phải anh nghe chứ không phải là bà xã nghe. Anh nhớ mang theo ID, tại vì cô Thu Ngân sẽ cần kiểm tra tên Tuấn Nguyễn phải đúng như trên cái ID của anh, đó là Tuấn Nguyễn cùng như với bốn số phone cuối mà anh đã gọi vào để tham gia. Cái coupon này có giá trị từ ngày nào? Bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến hết thứ ba tuần sau, ngày 7 tây tháng 8. Nhưng mà thưa quý vị, và theo yêu cầu thì hôm nay thì Vy xin giới thiệu đến quý vị một cái sản phẩm mà quý vị đã được nghe rất là nhiều và cũng biết công dụng rất là tuyệt vời của nó rồi, chính là thuốc nghệ anh Trung. Đúng rồi, Thủy Vy. Và cái thuốc nghệ mà phải nói rằng là Thủy Vy rất là trân trọng, hân hạnh giới thiệu đến quý vị, bởi vì cá nhân Thủy Vy là một nhân chứng đã sử dụng suốt 7 năm qua và không ngừng một ngày nào. Và Thủy Vy có rất nhiều cái tin vui để mà chia sẻ với quý vị rằng là những những cái vấn đề của Thủy Vy đều giải quyết. Như hồi đó là bị tóc rụng thì đúng bây rồi. Giờ là tóc mọc ra rất là nhiều, tóc rất là khỏe. Là thưa quý vị, dù rằng là có nhuộm đủ thứ màu lên rồi, làm đủ thứ kiểu rồi, highlight vẫn là khỏe tóc. Và cái thứ hai nữa là cái làn da tương đối là như ý của Thủy Vy mong muốn. Và cái thứ ba là khỏe hơn, làm việc hăng say hơn. Và quý vị thấy là Thủy Vy bây giờ cũng xuất hiện trên nhiều cái băng tần truyền hình, bởi vì cũng có nhờ cái sự mà có thuốc nghệ, có cái sinh lực thưa quý vị. Và theo cái thống kê trên thị trường thì Thủy Vy được biết là cái thuốc nghệ gọi là Kangen Ucon đang được đánh giá là bán chạy nhất trên thị trường hiện nay, đó là thuốc nghệ Kangen Ucon. Bởi vì sao? Bởi vì được sản xuất từ nghệ vàng nguyên chất 100%, được trồng tại quần đảo Nhật Bản có tên gọi là quần đảo Okinawa nha quý vị. Okinawa là một quần đảo rất là nổi tiếng tại Nhật Bản. Và thưa quý vị, thuốc nghệ Kangen Ucon được đánh giá là có thành phần curcumin mạnh nhất và nhiều nhất thưa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì cái chất curcumin rất là tốt thưa quý vị. Chất curcumin giúp cho chúng ta hủy diệt tất cả các tế bào ung thư loại mạnh nhất. Những cái tế bào nào mà ung thư mạnh nó diệt luôn tại nhờ curcumin nha quý vị. Và ngoài ra curcumin có khả năng là loại bỏ và tiêu diệt tận gốc những cái gốc tự do hoặc là những cái men gây ra ung thư mà có trong thức ăn, thức uống hàng ngày mà chúng ta đang ăn uống nạp vào mỗi ngày. Chúng ta không thể nào mà phòng chống được ung thư 100%, ngoại trừ là chúng ta phải uống thuốc nghệ Kangen Ucon có cái liều lượng curcumin là cao nhất. Và do vậy các nhà khoa học trên thế giới đã công nhận là chất curcumin có trong thuốc nghệ Kangen Ucon nha quý vị là chất tốt nhất, chuyên
phòng ngừa và chống ung thư một cách hiệu quả nhất. Và một số nghiên cứu mới đây đã phát hiện rằng là nếu như quý vị uống thuốc nghệ Kengen Ukon, thuốc nghệ Kengen Ukon của Nhật Bản thường xuyên mỗi ngày sẽ giúp cho quý vị phòng ngừa và chống viêm khớp, giúp kháng sinh, khử trùng, giảm đau, chữa lành tất cả các vết thương và đặc biệt là có tác dụng giảm cân rất là nhanh. Nếu như quý vị gặp TV trước đây, quý vị thấy là cân nặng của TV hơi bị cao nhưng mà bây giờ rất là chuẩn theo ý muốn của TV, và đặc biệt là giúp cho đẹp da, làm chậm quá trình lão hóa. Nói về vấn đề đặc trị thì phải nói về đặc trị loét bao tử, loét đại tràng, trị chứng ăn không tiêu, sình bụng, no hơi hoặc là nôn mửa do bị ăn trúng thực. Ngoài ra có những cái công dụng nào khác không anh Trung, có thể nói cho Thủy Vi cũng như quý vị khán giả được biết. Thưa quý vị, để tiếp lời với Thủy Vi thì quý vị biết không là trên thị trường hiện nay có rất nhiều những cái loại thuốc nghệ, nhưng mà theo bác sĩ Suki Mizuno thì thuốc nghệ Kengen Ukon là công dụng hiệu quả nhất. Vì sao? Vì Kengen Ukon đã được bào chế từ nghệ vàng được trồng ở quần đảo Okinawa, Nhật Bản, thưa quý vị, là thuốc nghệ tốt nhất hiện nay trên toàn cầu. Vì thế, Thủy Vi và Trung Nguyễn rất hân hạnh và trân trọng hãnh diện gửi đến cho quý vị thuốc nghệ Kengen Ukon được sản xuất từ quần đảo Okinawa, Nhật Bản 100%, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, vì vậy mà Trung Nguyễn xin phép hỏi Thủy Vi một cái câu hỏi này. Tại sao thuốc nghệ, hình như là Thủy Vi đã sử dụng cái thuốc nghệ Kengen Ukon này bao nhiêu lâu rồi Thủy Vi? Thưa anh Trung, chắc nãy giờ đứng cạnh bên mà đang mơ cô nào mà không nghe Thủy Vi nói 7 năm rồi. 7 năm rồi. Dạ thưa wow. thưa nhắc anh. Nhớ lại một lần nữa Thủy Vi. Dạ vâng, dạ thưa anh. Và anh có câu hỏi gì khác nhưng không? Mà tại sao thuốc nghệ Kengen Ukon lại tốt hơn, khác hơn với những cái sản phẩm khác trên thị trường hiện nay? Vâng, cảm ơn. Câu hỏi này cũng là rất nhiều quý vị khán giả hỏi Thủy Vi trong suốt 7 năm qua. Thủy Vi đã uống cái thuốc nghệ Kengen Ukon thưa quý vị. Bởi vì thuốc nghệ Kengen Ukon á là như cái hình mà nãy quý vị vừa coi những cái slide show, hồi nãy là thành phần của mỗi một viên thuốc nghệ Kengen Ukon soft gel có tới 14 loại vitamin và khoáng chất nha quý vị. Thứ nhất là tại vì thấy có vitamin E, vitamin B, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2 và vitamin B12 nữa thưa quý vị, và có thêm cái chất tetatron được chiết xuất từ bông lúa và gừng sọc. Và chưa hết còn có là chất folic acid nha quý vị, là chất tốt cho não, giúp cho não được phát triển tốt hơn, tốt cho các em nhỏ giống như là thưa quý vị trên 6 tuổi, hoàn toàn là organic mà thôi, cho nên trên 6 tuổi là quý vị có thể cho các em uống được rồi. Để thứ nhất là để nạp cho các em rất nhiều vitamin và khoáng chất, cũng như là có chất folic acid giúp các em phát triển trí não. Còn nếu như người lớn chúng ta như Thủy Vi thì như anh Trung chẳng hạn là cần phải uống để mà phòng chống cái bệnh Alzheimer. Là anh mượn Alzheimer mất trí nhớ, mượn tiền không bao giờ trả lại, quên luôn à quý vị ơi. Cho nên là anh phải uống thuốc nghệ Kengen Ukon là giúp cho phòng chống bệnh Alzheimer ở các vị cao niên. Và hơn nữa theo cái tìm hiểu và cũng như theo cái khảo sát nghiên cứu và đã có kết quả của các cái trường đại học thì được biết rằng là cũng như là các nhà nghiên cứu bác sĩ đã tuyên bố rằng là tại Hoa Kỳ thưa quý vị, cái tỷ lệ người cao niên mà bị bệnh ung thư ruột là cao nhất thưa quý vị. Vì sao? Bởi vì chúng ta ăn những cái đồ fast food hoặc là uống những cái đồ có chất ga nhiều như là nước ngọt chẳng hạn, những cái chất này rất nguy hiểm, làm cho chúng ta dễ bị bệnh ung thư nói chung và nói riêng là bệnh ung thư ruột già thưa quý vị. Và những cái dấu hiệu ung thư ruột già như là táo bón rồi đầy bụng, sình hơi, lưng lưng, đó là những cái dấu hiệu nho nhỏ nhưng về lâu về dài sẽ dẫn đến tình trạng ung thư. Chính vì vậy thương cha quý mẹ, và nếu như bảo vệ cho sức khỏe cho chính mình và cho gia đình mình thì nên uống thuốc nghệ Kengen Ukon mỗi ngày nha quý vị. Và cái cách uống như thế nào thì quý vị xin liên lạc với Thủy Vi là 714-468-4444 hoặc là mua thuốc nghệ Kengen Ukon 100% là organic Nhật Bản đàng hoàng. Và xin thưa đó quý vị, Thủy Vi cũng như là công ty không dám nói sai. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một sản phẩm từ Nhật Bản, nhập 100% từ Nhật vào thị trường Hoa Kỳ, cho nên phải qua một cơ quan, đó gọi là cơ quan FDA cũng như là cơ quan kiểm dịch thực phẩm của Hoa Kỳ là FDA cũng như là USDA nữa. Thưa quý vị, là kiểm tra là những cái thành phần mà tôi vừa giới thiệu cho quý vị, như có dầu ô liu và dầu Brilla rất tốt cho phụ nữ chúng ta nữa thưa quý vị, và có luôn là vitamin E, vitamin C, vitamin B1, B2, B12, folic acid vân vân, rất là nhiều những cái vitamin, tới 14 loại vitamin và khoáng chất. Và đặc biệt là cái hàm lượng curcumin là diệt ung thư là number one nha quý vị, có trong nghệ mà nghệ vàng nguyên chất tại vùng đảo Okinawa là
cao nhất. Bởi vì sao? Đó có từ nghệ vàng thu hoạch vào, thưa quý vị, nghệ vàng thu hoạch vào mùa thu. Thì Vi đã qua Nhật Bản và được tìm hiểu là rất là phải nói là Thùy Vi rất là mê thuốc nghệ, tìm hiểu tận gốc tường tận. Thưa quý vị, nghệ mà được trồng vào mùa xuân á thì nó có nhiều vitamin và khoáng chất, tức là những mùa xuân mà nghệ mình trồng mùa xuân nó phát triển thì nó có nhiều vitamin và khoáng chất. Nhưng nghệ vào mùa thu đó thì nó có nhiều cái lượng curcumin nhiều hơn là nghệ vào mùa xuân, nhưng lại nó ít cái lượng vitamin và khoáng chất. Chính vì vậy mà người Nhật người ta mới trồng nghệ từ mùa xuân và mùa thu, ta thu hoạch xong người ta trộn chung lại để mà người ta sản xuất ra tinh dầu nghệ vàng nguyên chất 100%. Và đặc biệt cái nghệ mà để mà trồng tại vùng đảo Okinawa này nó đặc biệt hơn nữa, nó không phải tưới nước thường nha anh Trung, nó tưới nước bằng nước Kangen. Mà nước Kangen là cái nước alkaline, nước ionize rất là tốt cho sức khỏe, cho nên nó trung hòa được cái tính nóng của nghệ. Một lần nữa, nếu như mà quý vị muốn biết thêm về thuốc nghệ Kangen Ukon, và đặc biệt trên mỗi một mặt sau của hộp thuốc nghệ Kangen Ukon đều ghi rõ cái số đăng ký của FDA, rồi, mà hầu như là ít có người nào là ghi, cho nên rất là tốt. Và bây giờ signal đã hiện lên rồi, là sắp hết rồi, thôi mình đố lại câu đố cuối cùng. Và bây giờ một lần nữa muốn mua thuốc nghệ gọi cho Thủy Vi 714-468-4444. Bây giờ câu đố cuối cùng đó là nước cốt gà hiệu New Joy. Nước này như Thủy Vi quen lắm. Đúng rồi. Là hai lon giá bao nhiêu tại chợ Best Joy Việt Thuận, mời quý vị gọi vào. Đặc biệt trong tuần lễ này nha quý vị, New Joy nước cốt gà. Thì mua hai lốc rồi đó quý vị ơi. Hai lốc rồi. Và cái nước cốt gà này rất là tiện lợi, Thùy Vi nấu canh nè, rồi làm miếng, làm bún, làm gì cũng được phải không Thùy Vi? Đúng rồi. Thưa quý vị, nhà mọi người đều muốn nấu ngon nên có nước cốt gà hiệu New Joy của công ty Tây Hồ, đặc biệt là đang on sale tại chợ Best Joy Việt Thuận. Hai lon giá bao nhiêu, mời anh Trung bắt phone. Vâng. Vâng, xin cho biết kính thưa quý vị, chúng ta đã mất đường dây, quý vị hãy tiếp tục gọi vào. Đây là cái số cái câu đố cuối cùng của chợ Best Choice Việt Thuận trong cái chương trình ngày hôm nay cùng với Thủy Vi Trung Nguyễn, đó là 714-843-188 để mà gọi vào, để mà tham gia. Chỉ còn một phút nữa thôi là xa nhau rồi. Cho nên là quý vị ơi, gọi vào nha. Vâng. Hello. Vâng, xin cho biết tên, họ và bốn số phone cuối ạ. Cindy Huỳnh á. Cô Cindy Huỳnh, bốn số phone cuối ạ. 9. Số mấy ạ? 8929 hả chị? 929 đúng rồi chị. Rồi, cho câu trả lời là câu nào chị ạ? À? 1 đồng 39. 1 đồng 39 là câu F rồi, cảm ơn chị. Hello. Xin cho biết tên, họ và bốn số phone cuối ạ. Linh Đa Bùi. Số phone cuối là 1431. Cô Bi. Cô Bi. Vâng, cô Linh Đa Bùi, cảm ơn cô đã tham gia vào chương trình. Vâng, xin cho biết tên, họ và bốn số phone cuối ạ. Hello, xin cho biết tên, họ và bốn số phone cuối. Chúng ta đã mất đường dây. Vâng, xin cho biết tên, họ và bốn số phone cuối ạ. James Lee. Anh James Lee, vâng, và bốn số phone cuối của anh. 7176. Và câu trả lời của anh. 99 câu B. Câu B, vâng. Rồi, cảm ơn anh James. Cảm ơn quý vị và chương trình chúng tôi xin tạm ngưng, và câu trả lời đúng chính là câu B. 99 cent. Và có hai người trả lời đúng, chứ là chị. Bây giờ anh Trung giới thiệu đi, và vâng, chị Vi xin ghi. Và kính thưa quý vị, có hai người đã trả lời đúng, đó là cô Linda Bùi cũng như là anh James Lee đã trả lời đúng cái câu đố số 6 của chợ Best Choice Việt Thuận, đó là hai lon của nước cốt gà New Choice chỉ có 99 cent mà thôi. Thì chúng tôi sẽ bốc thăm, không biết là cô Cindy Huỳnh hay xin lỗi, cô Linda Bùi hay là anh James Lee. Rồi, bây giờ bắt đường dây, bắt đường dây. rối hết giờ rối. Vâng. Rồi. Anh James Lee, anh James Lee, bốn số phone cuối là 7176. Anh James Lee cũng đã từng tham gia vào chương trình, và anh James Lee 7176 cũng đã từng trúng quà của chợ Sài Gòn City Marketplace, nhưng chưa bao giờ có cái cơ hội trúng chợ Best Choice. Này thôi, tặng luôn anh luôn. Rồi. Tặng luôn anh James Lee. Chấm dứt chương trình truyền hình đến đây là James hết Lee. Nha. Đúng vậy. Rồi, thưa quý vị, tại vì signal khán giả xin cáo lỗi quý vị, phải luôn luyến chia tay quý vị, tại vì anh kỹ thuật anh Hải nói là hết giờ rồi. Và thân ái chào tạm biệt quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tuần sau, và xin quý vị coi chương trình phát lại thứ bảy lúc 10 giờ trên băng tần 57.6 của đài VBS. Mến chúc quý vị có những giờ vui bên gia đình và người thân. Yeah, bye bye, tạm biệt quý vị. Quý vị, xin mời quý vị đón xem show Đố Ai Biết Giá Bao Nhiêu được phát hình trực tiếp từ 6 giờ đến 7 giờ tối hàng tuần vào mỗi tối thứ tư trên channel 57.6 của đài VBS. Đón xem và tham dự chương trình, quý vị sẽ có cơ hội trúng thưởng những món quà rất có giá trị. Đố Ai Biết Giá Bao Nhiêu là chương trình đố vui rất hấp dẫn với nhộn mà quý vị không thể bỏ qua.
Xem Show, đố ai biết giá bao nhiêu, quý vị sẽ biết được ở đâu có hàng tốt, giá rẻ, ăn gì thì ngon, uống gì thì bổ. Đặc biệt, chủ nhân các cơ sở thương mại muốn tăng thêm income, hãy bảo trợ cho chương trình Đố ai biết giá bao nhiêu, xin gọi ngay cho Thủy Vi 714-468-4444 hoặc Trung Nguyễn 714-468-4447 và hẹn gặp lại quý vị trong show Đố ai biết giá bao nhiêu. Yes!